Thưa quý vị, hôm thứ Năm ngày 23 tháng 2 năm 2023 thì Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng đã ra một cái thông cáo cho biết là có 2 triệu cái nồi air fryer, tức là nồi chiên không dầu đó, hiệu Cosori đã bị thu hồi bởi vì nhiều cái lý do không an toàn. Thì những ai mà đang xài cái nồi đó, chúng ta có thể liên lạc vào website của cái công ty Cosori để mà mình yêu cầu người ta gửi cái nồi khác cho mình. Cách làm như thế nào? Bây giờ Ngọc Lan sẽ hướng dẫn quý vị. Đầu tiên, quý vị sẽ vào website cosori.com. Cosori.com, rồi quý vị sẽ thấy chữ recallcosori.com, quý vị bấm vào trong đó. Nó sẽ hiện ra cái trang như thế này, có ở Mỹ hay là ở Canada thì mình chọn ở Mỹ, bấm vào. Thì nó lại tiếp tục dẫn mình đến một cái trang tiếp theo. Ở trong này họ nói rõ về cái cách mà mình sẽ làm ra làm sao. Họ cho mình một loạt những cái model của cái nồi mà bị recall, bị thu hồi. Mình xem, mình lật cái đáy nồi lên, mình xem coi cái nồi của mình nó có trùng như vậy hay không thì mình hãy làm tiếp. Đó, lật cái đáy nồi lên, tìm xem cái mẫu mã đó, nó cái nào nó trùng với cái đó thì mình bắt đầu mình làm. Thì lúc đó chúng ta sẽ bấm register. Khi register thì nó ra cái trang là nó yêu cầu quý vị điền cái địa chỉ email vào, tên và số điện thoại. Khi quý vị bấm submit thì họ sẽ gửi vào trong email của quý vị đó một cái code có 4 con số. Thì chúng ta sẽ dùng 4 số đó để điền vào trong ở cái ô mà Enter for digits code. Mình điền vào trong đó rồi đó thì mình sẽ bấm Enter. Khi mà mình bấm Enter, tức là đã xác nhận rồi, thì nó tiếp tục nó dẫn đến cái trang là thông tin về cái nồi. Họ hướng dẫn cho mình cái cách mà tìm cái số là cái batch number. Quý vị sẽ thấy lật cái đáy nồi lên nha. Ngọc Lan nhắc lại, quý vị cứ việc lật cái đáy nồi lên thì quý vị sẽ thấy được cái batch number. Quý vị chụp hình cái đó, chụp hình cái số đó xong, hoặc là mình lấy một cái mảnh giấy mình ghi lại cái số đó, vì một hồi mình sẽ cần dùng cái số đó. Đó, ghi lại như thế này. Đó, ghi lại xong chúng ta sẽ dùng cái số đó đó, miếng giấy đó, để mình để mình chụp hình ở phía trước của nồi, phía sau của nồi và ở dưới đáy của nồi. Tiếp theo là mình sẽ chọn cái sản phẩm thay thế. Mình muốn người ta gửi cho mình một cái nồi khác, nồi air fryer khác cũng được, hay là có nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là cái lò mà để sấy trái cây, sấy thức ăn, hay là cái máy pha cà phê, máy làm bánh mì, hoặc là cái ly để mà giữ ấm, cũng có thể là một cái lò nướng nhỏ, hoặc là một cái lò mà nướng thịt ở trong nhà. Hoặc là một cái combo, ví dụ như là cái máy nấu nước, hay là mình pha cà phê, vân vân. Muốn cái nào chọn cái đó. Sau khi chọn rồi đó thì bắt đầu ở đây người ta hướng dẫn, như hồi nãy Ngọc Lan nói, quý vị sẽ dùng cái tấm giấy mà mình ghi cái số batch number đó, mình đặt ở trước cái nồi, mình chụp hình ở phía trước, mình chụp hình ở phía sau, và mình chụp hình ở cái đít nồi. Sau đó thì mình sẽ upload những cái hình này lên theo cái chỗ mà họ yêu cầu. Rồi họ sẽ gửi cho mình một cái confirm rằng là mình đã gửi đi rồi. Như vậy đó, họ gửi qua email. Ok, hy vọng là quý vị đã thực hiện được các cái bước mà Ngọc Lan vừa mới hướng dẫn. Và bây giờ thì mình chỉ cần ngồi đó chờ cái nồi hay là những sản phẩm thay thế gửi về nhà mình thôi.